Đang quay tận cảnh cho các bạn xem dàn cái vẻ xe mưa nhá. Đấy, anh ra dán một lần rồi thì anh ra rất là chuyên nghiệp luôn. Đẩy về trước anh ạ, đẩy về trước ạ. Đấy ạ, anh cho kịch cho đây ạ. Bằng hình chắc không các bạn. Đấy, dàn sai một tí nữa mà nó chắc kinh khủng luôn. Anh cho kịch cho đây này. Rồi ok anh, xuống dưới một tí nhá. Rồi ok anh. Rồi ok. Đó, đẹp luôn các bạn nhá. Rồi, toàn cảnh nhắc cái vẻ xe mưa đây các bạn. Đấy, con này anh phải răng răng ở trên ra anh ạ. Đó các bạn nhá, thì đã xong nhá các bạn nhá. Rất là đơn giản luôn. Đấy các bạn bắt lại cái này thôi. Cái này là dễ anh ạ không? Còn nếu mà cái inox cơ là phải khó, inox phải khoan cơ anh ạ. Inox phải khoan cơ, khoan đinh rút tôn cơ. Đấy còn con này là hàng Thái nhập xuất các bạn nhá. Xuất Thái thì nó sẽ là băng dính hai mặt luôn anh em, chỉ việc dán là xong thôi. Đấy nó tì vào chân này rồi các bạn yên tâm là không bao giờ rơi được các bạn nhá. Nó tì cái chân này vào đây rồi các bạn này. Đó. Đấy, ok nha các bạn nhá. Đấy, mình đã chia sẻ kinh nghiệm các bạn dán cái vẻ che mưa mạ chrome của tất cả dòng xe các bạn nhá. LQR này, FVM, FRR, toàn bộ cái tay gương mập mà lắp vào cánh cửa này thì nó sẽ đi chung cái bộ vẻ che mưa này các bạn nhá. Đấy, cảm ơn anh Giang rất là nhiều luôn, thank you anh. Hôm nay mình review cái bộ tay gương tròn cho các bạn xem nhá. Đây là một bộ tay gương tròn anh Giang chế. Cái chạc A này thật ra đó là của Hilo các bạn nhá. Anh chế nó rất là hay luôn, nhìn rất là rộng. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn nhá. Con này thì chúng ta sẽ phải có hai cách, một là đây là bắn đinh rút tạo gen này, hai chúng ta sẽ bắn đinh vít vào đây. Đây là cái tay gương cầu các bạn này. Con này thì nó sẽ chế được cho rất nhiều dòng xe Isuzu. Đó các bạn thấy không, đây mình đang tay toàn cảnh cái bộ tay gương cầu này rất là hay luôn. Con này là các bạn sẽ phải khoan nha các bạn nhá. Khoan này các bạn này. Rồi, khoan à, vâng ạ. Thank you ông. Đây là mình đang quay cho các bạn xem anh Giang chế cái tay gương cầu này rất là hay luôn này các bạn này, chắc chắn cực kỳ luôn các bạn nhá. Đấy, bên nhà mình có sẵn cái tay gương này, anh em nào mà thích chế cái tay gương cầu này thì ủng hộ mình nhá. Theo số điện thoại là 09788 23083 và 09788 23038. Thank you anh Giang nhiều. Ok, thế là xong nhá các bạn nhá. Còn đôi này đôi kia thì về anh Giang dán em như thế thôi. Toàn bộ ảnh này anh Giang đây các bạn nhá. Đấy, thế là xong nha các bạn nha, rất đẹp luôn. Đây ốp gương nữa, anh cũng ủng hộ nhà mình đây. Tay mở cửa ủng hộ nhà mình nhé các bạn nha. Đây, tay mở cửa này các bạn, ốp gương. Con gì đâu anh ra nhờ? Đấy, tất cả của họ. Vâng ạ. Anh đem 1450 thôi. Sáng nay ra đi anh ạ. Mấy cái đồ này dán đơn giản mà, em cảm ơn anh nhá. Sau anh lấy riêng ủng hộ em tiếp. Vâng ạ, em cảm ơn anh nhiều. Thank you anh. Ok, cái này thì chế được 5 tấn sao thôi, đơn giản mà anh. Em cảm bao nhiêu chí anh ơi? Vâng, em cảm ơn anh nhá. Anh yêu anh trai nhiều. Ok các bạn.